Kim Bảo Audio xin kính chào các bạn. Hôm nay Kim Bảo Audio xin quay video hướng dẫn các bạn cách kết nối van số KP8800 Plus của xe sao với máy tính để các bạn có thể chỉnh bằng máy tính được. Thì khi bạn mua về thì nó sẽ có một cái đĩa trong hộp luôn ha, hàng chính hãng bên mình là phân phối hàng chính hãng của xe sao có cái đĩa. Thì các bạn bỏ cái đĩa này vào máy tính của các bạn và các bạn bắt đầu chạy. Ngoài ra nó còn một cái cổng cáp. Cái cổng cáp này là thuộc dạng cổng cáp của máy in, thì các bạn để các bạn kết nối giữa cái van số với cổng USB của máy tính. Thì đối với những bạn nào mà cái máy tính không có ổ đĩa thì các bạn có thể lên website của Kim Bảo Audio để mình tải cái đĩa này về, mình có chuẩn bị sẵn cho các bạn. Thì khi các bạn tải về, các bạn tải cái phần mềm, các bạn search trên website Kim Bảo Audio ha, cái phần mềm mình chuẩn bị sẵn rồi đây. Thì các bạn tải về, các bạn dạy nén ra, ok, dạy nén ra thì các bạn sẽ có một cái mục như thế này. Sau khi dạy nén xong, tôi đợi một xíu, ok, dạy nén xong mà sẽ có thư mục này ha. Nó hơi chói đây, mở hộp này ra thì các bạn bắt đầu vào bên trong, các bạn vào cái thư mục phía trên nè, SG7 USB nè, kiểm audio nè, ấn kết vào, các bạn chọn cái cài đặt cái driver trước cái đúp vô để các bạn có thể cài đặt cái driver ha, bấm Z và không cần suy nghĩ biết nhiều gì đâu, chỉ cần bấm Z mình nét thôi. Ok, máy tính xanh vậy là ok, các bạn đã cài đặt xong driver. Cài xong driver rồi, các bạn ra ngoài vô lại thư mục hồi nãy, thư mục các bạn tải về và nén ra, nó có một cái file là kim bảo audio này, audio x nè, nó sẽ up nè, các bạn kích up vô thì nó chạy. Bắt đầu bấm Z, bạn bấm Z và nét biết rồi ha, nét cái cài đặt sẽ diễn ra trong vòng 1 phút, chưa tới 1 phút. Xong như vậy là các bạn đã chạy xong ha, nhưng mà đóng lại. Thì bây giờ các bạn ra ngoài màn hình chính á, các bạn sẽ thấy được một cái icon nữa là DSP này, đó là cái phần mềm của để chỉnh van số KP8800 Plus. Thì bây giờ các bạn quay lại hình dây, bây giờ các bạn có hai đầu ha, đây cái đầu nhỏ này á, thì các bạn gắm vào cái van số ở đây, đầu còn lại thì các bạn gắm vào máy tính. Thì bây giờ sẽ gắm vô cái máy tính của mình ở đây, rồi gắm vào cổng USB của máy tính ha. Rồi sau khi gắm vào máy tính xong, đầu kia gắm vào cái van số xe sao, rồi bắt đầu các bạn khởi động cái phần mềm này lên. Ok, sau khi khởi động phần mềm lên á, thì nó sẽ thường các bạn sẽ là ngôn ngữ của bạn là tiếng Trung Quốc, thì các bạn chỉnh lại thành tiếng Anh ha, cho nó dễ sử dụng ha. Thì khi các bạn lần đầu tiên cài thì nó sẽ ra tiếng này nè, nhìn chả biết gì hết. Các bạn vào icon góc này, cài đặt này, cái này có chữ tiếng Anh, bấm vào đây là xong ha. Thì như vậy á là vẫn chưa kết nối được nha các bạn, mà chỉ mới mở phần mềm lên thôi. Cái màn hình của van số nó vẫn như vậy, mỗi hiện đầy đủ thông tin như vậy vẫn chỉnh bình thường, vẫn chỉnh được, không có đây gì là có nghĩa là chưa kết nối. Thì các bạn mới bắt đầu bấm vô cái cổng, cái chữ kết nối ở đây ha, đó, một bên là Bluetooth này, một bên là cái cổng kết nối, bấm vô cho nó xanh lên. Khi nó xanh lên á thì ở đây nó chuyển thành là màn hình của cái van số chuyển thành USB connect. Thì bây giờ mình có thể chỉnh được đây, các bạn có thể chỉnh được music nè, mid nè, echo, reverb nè, main nè, center nè, sub nè, surround nè, và rất là nhiều. Thì cái phần chỉnh này á thì mình sẽ quay một video hướng dẫn chi tiết sau. Thì ở video này mình hướng dẫn các bạn cách để kết nối, để cho các một số bạn không biết cách kết nối thì có thể làm được ha.
Thì nếu như mà các bạn cái đĩa của bạn mà không xài được đó, hay là bạn không biết cách xài cái đĩa này thì các bạn vào website của Kim Audio, các bạn tải cái phần mềm mã số KP8800 load về và chạy như video đầu video nãy giờ mình hướng dẫn là có thể kết nối được. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Nếu các bạn muốn quan tâm tới cái mã số KP8800 load chính hãng này thì của xe sau này các bạn có thể truy cập Kim Bảo hoặc là liên hệ hotline, bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cài đặt cũng như là ship toàn quốc miễn phí ha. Ok, xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.